thì bác có người bạn ở bên Nhật có gửi về một loại sản phẩm là Comi Nhật. Đó, chỉ cần 5 phút là tóc đen lại. Bác nói sao ạ? 5 phút á, có tin được không ạ? Chắc chắn Còn lo lắm bạn ạ. bác đã sử dụng và rất nhiều người sử dụng rồi. Trong đoàn cũng có cảnh mấy ông già muốn hồi tưởng lại phải nhuộm đen. Nên bác yên tâm, nên ngồi giờ này đọc kịch bản và bây giờ bắt đầu chuẩn bị nhuộm. Thôi cứ để bác gọi thử cho con coi thử. Mùi thơm con. Nó không có nồng nặc giống như cái Đúng mùi rồi. thuốc nhuộm. Qua cái những cái chỉ dẫn ở trong hộp thuốc đó con, thì đây thì toàn là những tinh chất thiên nhiên thôi, những cái dược thảo thiên nhiên. Thường á mình đi nhuộm ở ngoài á thì da đầu mình hay ngứa, còn đặc biệt thuốc này thì không có tác dụng phụ, không gây ngứa, là một cái chất để phục hồi tóc và kích thích mọc tóc nữa. Trước đây á thì bác đi nhuộm tóc ở ngoài thì cái thuốc nhuộm hay làm cho cái da đầu mình bị đen, nó bám lên da đầu nó rất là khó chịu. Còn cái này để coi thử chút nữa thì sau khi bác gội xong khoảng 5 phút như chỉ dẫn thì bác xả nước lại thì coi thử cái da đầu mình nó có cứ tự nhiên lại bình thường không, rồi cái ánh tóc nó thế nào mới biết được ha. May là có combi bác con mình mới kịp giờ diễn. Nhưng bây giờ thì bác đi xả tóc đi, sắp đến giờ diễn rồi. Bác tin rằng tóc sẽ đen. Wow, 5 phút thôi mà con không nhận ra bác luôn, trẻ đến mấy chục tuổi ấy. Đó, em thấy không? Tóc anh đã chuyển hoàn toàn sang màu đen bóng một cách tự nhiên chỉ sau 5 phút gội. Màu tóc đã gội đen sẽ không bị phai màu cho tới khi nào chân tóc mọc lên thì anh mới phải gội lại. Thường thì cứ 15 ngày là anh gội một lần. Và một chai như này anh dùng được 2 năm. Em thấy không? Mùi hương sao? Dễ chịu không? Vậy thôi, giờ mình đi. Dạ từ từ đã bác ạ. À, quên anh, cho em xin địa chỉ để em mua sản phẩm này về cho bố mẹ em dùng.